Ok, xin chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với lại cái nick ở S522 này. Thì lần trước mình có làm mấy cái video livestream với nick 522, nhưng bây giờ mình nghĩ lại thấy nó không 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 ổn lắm. À, nếu mình cứ livestream với nick 522 này ấy, thì đúng là lúc được tương tác thì vui thật đấy. Nhưng mà quan trọng về sau ấy, giả sử bây giờ một người mới 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 muốn học chơi lại ấy, người ta nhìn một cái video dài bao nhiêu tiếng vậy thì nó sẽ khó để tiếp thu được cái nội dung trong cái video đấy. Nên mình quyết định là sẽ tách cái livestream riêng và cái series hướng dẫn riêng. Là những cái video về làm cái thứ của cái nick này ấy. Những cái video làm cái thứ của nick này mình sẽ làm cái dạng mình sẽ quay sẵn rồi mình phát lên, mình gửi mình đăng video lên. Còn các video liên quan đến chất là tương tác thứ nhiều hơn mình sẽ live stream riêng. Chứ mình không đem cái nick này vào live stream nhiều. Tại vì cái nick này đem vào live stream nhiều, cái thời gian nó dài quá. Thì như vậy một cái bạn mới rất khó để có thể theo dõi được ấy. Người ta muốn học thêm kiến thức về để chơi game nhưng người ta nhìn cái video nó lại dài 4 5 tiếng thì nó cũng khổ. Và lần trước thôi tiện cái vượt ải cho coi như thế, coi như dạy vượt vượt ải đi. Và bây giờ mình sẽ tiếp với nick này không? Thì nói chung là sau mấy vụ thất bát từ Việt Hải thứ xong thì bây giờ nick cũng hơi yếu yếu thế này rồi, nó hơi hết hết vàng, nói thẳng là hơi hết vàng. Nên là tình ra hôm nay mình sẽ tiến hành, đầu tiên mình mua bánh mì trước đã, không đủ vàng mua bánh mì luôn đúng không? Tạm thời mua tạm đấy khoảng 100 bánh mì trước. Ở đây mình xem ra cái độ cái đại tác nhiệm vụ thế nào đó, rồi mình sẽ mua đến 100 bánh mì trước. Tại vì đánh thì có xác suất ra lại vàng ấy, thì sẽ hết ngày sang khoảng đêm mai, nói chung là trong video ngày mai mình sẽ tiến hành được lên được ấy, là mình sẽ tiến hành lên được bơm ít vàng vào, nhưng chắc không bơm nhiều lần trước, tại vì một phần là để mua quà tặng vợ, một phần thứ hai là lần trước hao phí cho cái vừa đại chiến hơi nhiều. Nhưng mà nói chung là tỷ lệ cao lên cấp 120 trong tuần này thôi, nên trong tuần này chắc là sẽ lên được cấp thôi. Giờ còn mỗi mấy thứ làm nốt cho nó xong không, tiếp tục mình nâng thêm sinh mệnh nhưng mà chưa đủ không. Cống hiến thì cống hiến rồi này, nguyên tố cũng nhặt rồi không? Nguyên tố bây giờ chờ nó lên 125 thì mới đổi nguyên tố nhé, tại bây giờ nó còn quá thấp ấy, mình đổi cũng chả được mấy nên mình chả đổi. Giờ hải hồn bắt đầu cũng lên chậm rồi, đây mình sẽ mua tầm 100 bánh mì trước, cũng rất là muốn mua cái tử hồn nhưng mà bây giờ điều kiện vàng nó sắp hết nên thành ra cũng không dám. Bây giờ bơm vàng vào cái này thì lại không được ăn tính trong kiểu tích lũy nạp thẻ. Tại vì cái tích lũy kia mình đã ăn mắc trong đợt trước rồi. Nên mình phải chờ sang ngày 16 đầu sang tích lũy mới. Tức là 12 giờ đêm ngày mai mình sẽ tiến hành quay. Nếu sang ngày tích lũy mới thì mình mới nhận được cái thưởng thêm cốt. Chứ bây giờ mình bơm vàng vào nó lại bị lẻ cốt ấy. Thành ra mình không muốn bơm vào lúc này. Còn hôm trước là vì hăng vừa đại chiến nên tôi cứ bơm thôi. À, vừa đại chiến thì lúc nào mình sẵn sàng là chịu lỗ để bơm vào. Còn dĩ nhiên là thành tích tốt hay không thì hên xui thôi. Còn đây tiếp tục mình sẽ mạ thêm cái nhẫn này lên. Đây mình sẽ nhận nhận vì đây là nick này đã đi mắc rồi nên chỉ việc nhận thưởng thôi. Đây mình tiếp tục mình đổi cái dấu đỏ. Mình chủ động đổi dấu đỏ sớm thì lên sớm đi. Đi tí cái tấn công hải quân nữa. Cho tấn công hải quân giờ cũng cơ bản ok rồi. Giờ sao đợt này nó có cái giải công hội chiến thì không biết công hội có đi được xa không, nó tùy thuộc số lượng công hội nó xuất hiện đây ấy. Nhưng chắc chắn là không đủ mạnh để đánh cái công hội ra trước rồi, có hội ra trước vài tháng chắc chắn người ta sẽ mạnh hơn đấy, tại vì công hội của mình chỉ có vài nick nạp thẻ thôi mà, còn phần lớn là nick chơi free ấy. Nên chắc chắn là cái đội hình free nó sẽ quá khủng rồi, mà nick mình nó bị hạn chế level ấy, nên thành ra mình cũng chưa đủ sức để cân hộ cho các anh em được, mặc dù nick mình khá là mạnh nhưng mà không đủ lực để cân, tại vì đơn giản là mình chưa có đủ tướng, mình chưa có lo Haki chẳng hạn, mình chưa có lo Sura chẳng hạn. Nên thành ra mình vẫn là khá yếu. Còn đúng là bản chất nếu mình dùng hết đồ mình cũng mạnh thật đấy. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa đủ lực để mà cân cái đấy. Nói chung bây giờ tàu bây giờ lực chiến tăng ấy nên đâm ra cái tàu của ta cũng trâu bò hơn. Đánh nó dễ dàng hơn, dễ hơn ngày xưa rất nhiều. Vòng quay kinh nghiệm đây để tí nữa mình xem mở bao nhiêu vàng mình tính tiếp nhé. Vòng quay danh vọng thì quay free thì cứ quay thôi. Ở đây vào vùng biển thần bí chắc cũng chả khắc thêm được cái gì không, đây xem khắc ấn được thêm cái gì không. Lần trước hình như mình nhớ video trước như khắc rồi nên không nên thêm cái gì nữa. Haki lên đào một tí đi, chế đồ cũng chế qua một chút này. Tụ hồn cái này chăm chỉ tụ hồn thôi, nhưng bây giờ Haki thiếu nhiều lắm, à quên nhầm, cái tử hồn thiếu nhiều lắm. Và lấy một mức nhất định khi mà đồ nó cần quá nhiều nguyên liệu ấy, lúc đấy bắt đầu bạn mới có cái cảm giác là tử hồn nó dư được. Còn bây giờ chắc chắn là sẽ thiếu, tại vì mình cứ lên cả set đồ nên kiểu gì chả thiếu.
Được cái giờ có cái chất trùng hợp đấy, để ra cứ tích mỗi ngày một tí một tí ấy. Thì về sau mình sẽ thoải mái cái chất trùng hợp hơn, nó đỡ mất công chờ mua giảm giá, nó vừa tốn nó thứ nó vừa lâu. Ok để vậy đã. Đây mình đi nhặt Everblue một tí. Nhưng giờ nick mình chả mua tinh dầu đâu, vì vàng chả đủ tiêu mà, nên là chả cần tinh dầu gì. Mấy bạn cứ xác định một lần đầu tư vào ấy, nó cho quá nhiều berry ấy, nó cực cao hơn hơn ăn mỏ ấy. Nên ra nhiều khi cũng chả thiết tha lắm. Đợt này mà không bị quả hết vàng thì cứ quay vòng quay kinh nghiệm với lại mua bắp bánh mì là đi lên cấp nhanh lắm. Nhưng mà tại này nó hơi thiếu thốn vàng nên là cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì dù gì tính cho cùng ấy, cái quà nhận được nó vẫn giá trị hơn là cái việc mà lên được cấp nhanh tí. Có thể ta lên cấp chậm một tí mà cũng chả sao cả, thì khi ta lên đủ cấp mà quà có nhiều ấy, người ta vẫn mạnh hơn là cái việc mà ta lên quá sớm trong khi quà thiếu. Thế mình muốn tối ưu cho cái quà nó được nhiều tí, nhận được nhiều nhất có thể. Đánh rất dễ dàng, mình quá yếu mà. Xuống ngắm con pet tí nhỉ. Pet ở đây mình đang có con cá mập đây thì tăng tốc lên tí. Nói chung lên cấp 115 là sẽ tiến hóa được. Nói chung con này nếu mà lên cực kỳ 115 là sẽ lên được thôi. Đây lên 115 này mình chắc sẽ nâng thêm một tí pet đấy. Để cho ăn nó đi một tí này. Tiến hóa được không? Bây giờ lại cần thêm cá để lên thêm một cấp nữa không? Bây giờ chắc là vẫn chưa nâng được thiên phú. Đúng rồi, chưa nâng được thiên phú. Cá mình sẽ đổi trong cái shop tương thành này. Nói chung bây giờ dồn hết vào đổi thôi. Bây giờ nó lại lẻ điểm này, chả đổi cái gì khác ấy. Đổi hết đấy cá vài voi đi. Đây con tinh linh thì nâng lên tí nhỉ. Con dồn hết vào con Tiamat cho nên cao hẳn đi. Nó tăng luôn cả lực chiến mà. Này chưa triệu hồi đúng không? Vậy cái kệ vậy đã. Nhưng mà có con cà rốt rất lâu rồi nhưng mà cuối cùng mình vẫn chưa thể nào nâng mắc được con đấy lên thì nó tốn quá nhiều. Có cái hội đàm thì không khác hội đàm được, bây giờ mình đang bận một tí mình chưa muốn hội đàm cái này vội. Đây mình sẽ đặt hàng xem có nick nào ngon ngon đặt hàng không. Tặng quà lên tí. Mê trận bảo thạch nói chung là nó lên tầm cấp 125 thôi, nên cấp cấp 125 mới nâng lên cái chỗ có tinh hoa ấy. Lúc đấy mình lên ngọc nó mới dễ hơn. Và bây giờ nó chưa có tinh hoa nên ra mình hơi hay lệ thuộc cái khoản lên ngọc. Mình muốn lên một viên 8 8 sao tuyệt tuyệt chiêu mà không không đủ tinh hoa để lên. Mặc dù là những thứ khác rất là dồi dào ấy. Mặc dù thần thạch lên thần thạch tuyệt chiêu ấy, nhưng mà cuối cùng không lên nổi viên 8 sao. Thì vì đơn giản là cái nguyên liệu nó chưa phổ cập trong này. Mình lên cấp 125 mới có được cái phổ cập đấy thì mới dễ. Mình đã kiếm mấy cái sổ tay strong này, vì sao mình nâng con mê lên tí mà làm mới hoài vẫn chưa ra. Nhận thưởng đính đánh thuê tí. Cái chiến cuối vẫn chưa mắc lần ấy. Vẫn chưa mắc lần nên mình vẫn chưa vội vàng gì phải đi đánh cố làm gì cả. Bây giờ nó chưa mạnh được thì mình cứ để đấy đã. Để mình chờ kiểu lên 120, 125 mình đánh thử lại lần nữa. Đấy cái đánh tầng ẩn đi trước đã, vì cửa kia mình xác định cũng không có hy vọng lắm. Lần trước mình chơi cái kiểu kết giới đầy rồng thì mình thấy là cũng chả trụ được lâu hơn mấy. Lần này mình sẽ thử với lại với thương hỏa la như cũ. Để xem có long hồn thương hỏa la có khá khá là tí gì không. Dù nick bây giờ cũng chưa mạnh lên mấy, hôm vừa rồi mới nâng thêm tí pet đấy. Mình xem lên tí pet các thứ thì ổn không. Mình sẽ chuyển về kỹ năng thương hỏa la như cũ. À đây mình thử chuyển rồi này. Rồi mình đánh thử xem như thế nào nhé. Rồi thoát ra vào đại đánh lại.
Đây bây giờ mình sẽ đánh con này như thế này, mình đánh rồi mình đánh luôn như này đi. Nói chung là nếu hên hên tí thì có thể qua đấy, nhưng mà nhiều khi sợ nó không hên thôi. Ví dụ như con nguy hiểm, con người cá ở đây này thì lại không dính hiệu ứng này, thành ra nó hay thua được vậy. Đấy, hai con cùi cùi thì lại dính, một cái con nguy hiểm nhất là không dính, đâm ra nó khó đánh, nó quá hên xui như vậy. Chứ không thì cũng mạnh lắm ấy chứ. Nhìn 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 cái đống sát thương nó gây ra đẹp nhỉ. Đánh cái này hên hên tí là qua được chứ mà. Qua không biết nó hên được không thôi. Hiểu giờ đang dính hiệu ứng này. Nếu hên hên nó chặn cái con hồi con người cá là thứ hai kìa. Con người cá thứ hai ở hàng một đấy. Thì tự nhiên là mình sẽ qua được thôi. Tại mình cần thêm một hai lần đánh thôi là mình đủ sát thương mà. Thì đang long hồn đang đánh rất là to ấy. Cái này dính hiệu ứng là nhẹ hơn tí này, có Fuka thì hiệu ứng đều đều một tí là đỡ hơn tí, nhưng hiện tại mình đang thấy cái quả ngũ lôi là không ra hiệu ứng này, nhiều khi nó vẫn vô duyên như vậy đấy, nó không ra hiệu ứng quả ngũ lôi, lại thêm một con Fuka Fuxi rồi. Nghe chừng mình sẽ phải đảo cái trận hình khác nữa, nó lệch đi thêm tí nữa nó dễ đánh hơn. Thế đây là Fuka đang vừa bị đánh theo hàng luôn cùng với lại con ấy thì nó hơi khổ. Này chắc không trụ qua được cái này, con này nó nổ là sẽ chết luôn thôi. Cần đổi trận khác. Trận nào bây giờ tối ưu nhất nhỉ? Phải đánh đứng lệch 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 đi một tí mới tiện. Nếu không nó lại nổ phát thì chắc chơi trận này thôi. Trận này về lại phải mệt con Fuka một tí rồi. Mình vẫn chơi đội hình có 3 búp. Chấp nhận là để Fuka đánh chậm một tí. Nhưng mà ngon không? Phát này tính ra đánh chậm lại ngon. Tại vì nó bảo nó dính hiệu ứng. Tại đây thế là Ken chết là con Fuka chết theo. Muốn để tránh hàng ra một tí. Tránh hàng dọc ra một tí. Để có gì nó chết không kéo theo nhau. Thì có thể tăng thêm xác suất hiệu ứng lên một tí. Thì có cơ hội thắng hơn. Coi như vừa rồi đâu, nó vừa dính một phát đâu, thì coi như nó đỡ được tí. Rồi Fuka sống lâu một tí mình tăng lên cơ hội chiến thắng. Đây con này lại dính được con hiệu con người cá, có thêm hy vọng này. Mặc dù cũng chưa chắc đã thắng đâu, thì thấy sát thương ở kia cũng lớn lắm. Nhìn sát thương nộ đẹp thế không biết được. Giờ sao hiệu nó con người cá, đây lại hiệu nước phát nữa là ngon. Nó đỡ được tí. Nhưng mà phát này đừng dính hỗn loạn, à đâu, qua hỗn loạn thôi. Để phát này mê sẽ thử thêm được khá khá đấy. Có cần hên hên để thắng ấy chứ nhỉ. Phát này có thấy triển vọng rồi đấy. Tại vì con này gần chết có thể dính hố đen luôn. Có thể dính luôn hiệu hố đen là chết. May quá thắng rồi không? Cuối cùng thắng. Chật vật mãi. Chắc để luôn đội hình này chứ. Có để luôn đội hình này đi. Cả Fuka mình lắm máu thì mình cũng không sợ dính một đòn lắm. Dính nhiều đòn mới khiếp chứ còn dính một đòn thì cũng không vấn đề gì lắm. Nhưng mà thế sức mạnh của Long Hồn kết hợp với các cái trái kết hợp với các thứ linh tinh nó rút máu nó xoáy thứ kinh khủng không? Sát thương nhìn đống sát thương nhìn đẹp.
chưa vẫn có cơ hội qua, bây giờ có Fuka hiệu ứng mà nên chưa chắc đã thua được. Tỷ lệ thắng là cực cao rồi đấy. Có người cái trong vượt ải thì khiếp chứ còn trong ngoài đời này cũng chả ăn thua mấy đâu. Cửa 37. Cái này hay đảo ngược ấy nữa. Cứ để Fuka đánh đầu đi không? Này, hiệu ứng không dính con người cá hồi máu. Tuy nhiên vẫn có cơ hội thắng thì giờ vẫn còn khá khá. Ngũ lôi giờ hiệu ứng tỷ lệ thấp hơn tí này, đánh nó hơi yếu. Ngày xưa ngũ lôi nó cứ 100% là sướng. Nếu cửa này vẫn thắng không? Bây giờ còn hai con hiệu ứng mà địch có mỗi hai con và con sát thương nữa thì chắc chắn là thắng được rồi. Đó là thắng trong bao nhiêu lượt thôi. Giờ Ken có vẻ nó choáng con này là xong không? Fuka nó hiệu ứng vào nữa, hai con hiệu ứng kết hợp, con này gần như đứng yên rồi. Cứ thế bị đốt cháy, bị xoáy cái thứ thì chỉ cần chết thôi. Vẫn đi tiếp đúng không? Cái này đảo lại vị trí một tí, chuyển về hình chữ thập đi. Để luôn đội hình như thế này đi. Trong trận này nghĩ hiệu ứng đẹp đẹp tí cũng qua là thôi, nó cũng chả có gì khó lắm. Nghĩa là đánh 5 đấu 5 vẫn dễ hơn đánh 5 đấu với 9 lúc nãy. Hôm nay 5 đấu 9 là hơi mệt. Nói chung dù gì có ngũ lôi thỉnh thoảng ra thì hiệu ứng vẫn tốt hơn đúng không? Vẫn tốt hơn là không có. À con kia tấn công cả địch lẫn ta. Đừng dính hiệu ứng. Thôi dính hiệu ứng hỗn loạn là hơi mệt đấy. Một mình bên chắc không đọ là hai con người cá rồi. Nói chung cái này đánh thêm vài lượt là sẽ qua đó. Chỉ vấn đề hên xui thôi mà. Và mình cho luôn con Ken xuống đây yểm trợ để đánh cho 100% hiệu ứng ở đấy đi. Tập trung hiệu ứng vào cái hàng này cho ăn, chắc ăn đi nữa. Hiệu ứng hiện tại vẫn ổn đúng không? Chưa có gì quá khó khăn rồi. Thế là con người cá, con sắp chết là tốt rồi. Từ cái này có thể qua rồi đấy. Với tình hình đánh này có thể qua được. Vì sát thương long hồn nó khá lớn rồi. Con này hồi máu nhiều phết nhỉ. Chắc phải đánh thêm 1-2 lần nữa mới qua được. Con này có vẻ vẫn hụt rồi. Tại sát thương nó lại lớn quá. Nó bơm máu lại nhiều quá. Nó chả biết được phải được quả cả vớ vẩn vẫn thắng được đấy. À con này sẽ choáng, nhưng con này nó choáng được. Thế là thì ta vẫn thua. Nhưng mà vẫn còn lượt đánh thôi. Vẫn còn lượt đánh thì đánh tiếp, còn lượt cuối này.
Nhưng đánh mãi là sẽ thắng thôi. Mà sao mà Vivi chết nhanh nhỉ? Hình như Vivi không có đồ hay sao? Đâu có đồ mà vẫn chết nhanh kinh khủng luôn. Cái quả độ nhìn thích mắt thật đấy. Ngon quá, được quả là được quả né tránh vừa rồi sướng. Nhưng mà vẫn bị chết mất kèn nữa. Nếu quả này dính với quả hiệu ứng mới đau chứ không dính hiệu ứng là ngon nhé. Tự nhiên dính quả hỗn loạn nên lại thua. Nếu trận này mình nghĩ đánh tiếp sẽ qua thôi, nhưng mà bây giờ hết lượt rồi, nhưng mà để ra làm cái khác đã. Tầm vào bắt cá thứ này, tìm kiếm chưa làm. Đây mình chỉ thiếu tinh hoa bảo thạch. Chiến đấu thì chỉ đơn giản quay về cái kia lấy danh hiệu đã. Cứ đánh cái này để kiếm cái danh hiệu rơi ra được cái nào hay cái đấy. Tại đâu chưa có nô lệ để dạy không? Ở đây không biết mình trả lời câu hỏi cây chưa nhỉ? Chưa trả lời này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái đống lực cái thứ hiện có để đi vào trong xử lý cái map xem có thể lên được cấp hoặc là để thêm được vàng hay không. Sau đó mình sẽ quyết định tiếp không. Cái phần này nó hơi mất thời gian, tí mình sẽ tua đi cho các bạn đỡ mất thời gian. Đây những cái lực cuối cùng không? Để mình xem có thể mở ra bao nhiêu vàng. Tại vì thực ra phải đến sang ngày mai cái đợt từ 10 giờ sáng mai tính thì qua 12 giờ đêm ấy thì bắt đầu mới chuyển thêm cốt vào mới thêm được vàng mới xử lý được. Hôm đấy bắt đầu cấp mình mới lên được vèo vèo. Chứ còn bây giờ chắc chắn là cấp sẽ lên rất là khó khăn thì đang hết vàng. Thì mong là sẽ mở khá khá vàng tí. Ở đây mình xem mà đang được. Mới được có 51 túi vẻ hơi ít nhỉ. Mình dùng nốt 245 lực còn lại để tập trung vào lên nốt tí vàng. Mua nốt tí bánh mì. Sau đó mình mở thẻ cho nó xong. Vì mình sẽ mở mình treo mình đánh thêm một tí nữa. Đây mình sẽ mua nốt chỗ này xem được bao nhiêu nhỉ. 245 rồi. 245 chia cho 5 rồi. 245 chia cho 5 là được 49 bánh mì nữa. 49 bánh mì nữa. Ở đây hình như còn ít vàng chưa mở. Thì mở nốt với cái vàng này ra đi. Ô được luôn 200 vàng này, hên thế. 200 vàng nhẹ nhàng đi bao nhiêu đấy. Là được 250 vàng nữa là được 5 không? 50 bánh. Khoảng 100 bánh nữa, cố gắng mua nốt. Tại vì ta mua bánh mì để về sao để đánh lực nó sát xuất nó lại ra thêm cái hộp quà sát xuất ra thêm vàng ấy, nó đảo lên đấy. Và mặc dù vòng quay kinh nghiệm nó lên rất nhiều thật đấy, nhưng quan trọng mình đang cần xoay vàng vì thực ra sang đêm mai nó đâu có vàng rồi. Nên mình quá làm sao cho cái video nó tối ưu được khá khá một tí. Biết đâu mở hết lại ra 200 vàng nữa không? Đây này lại tiếp tục vào treo tiếp đánh thôi. Mình lại tiếp tục tua qua đoạn này. Rồi bây giờ mình đã sử dụng hết lực không? Bây giờ mình sẽ mở nốt xem nó được cái gì không? Nên được bao nhiêu vàng không? Bây giờ sẽ mở hết cái túi quà này ra. Giờ phải vơ vét từng tí một thôi. Nhưng mà sau mấy hôm đại gia thì mấy hôm nay thành nghèo. Nên lâm ra bây giờ ta phải cố gắng thôi. Mình sẽ mở xem ra được bao nhiêu vàng. Không ăn thua lắm rồi không? Ở đây được có 210 vàng thôi. Đâu rồi nhỉ? Đây không? Mua thêm ít bánh mì không? Hai trăm mười vàng ở đây thì nói chung hên hên được thêm vài bánh mì nữa. Nói chung không làm gì hoành tráng lắm. Hoặc thì mình nghĩ có thể để cái này để ngày mai đánh tiếp đi. Để nào bây giờ cũng chả lên được mấy. Rồi thì bây giờ có lẽ là video nó cũng có chút dài dài đấy. Thì mình có lẽ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Còn nói chung là video này chỉ đến đây thôi. Vì đang chưa có vàng nên chả có gì làm thêm cho các bạn xem cả. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn nào chưa like thì nhớ like, subscribe kênh ủng hộ nhé. Xin chào các bạn nhé.